và được diễn ra trong thực tế đời sống. Những trào lưu mà nó muốn phá tan ngay cả cấu trúc và bản chất của gia đình. Ví dụ hôn nhân đồng tính. Mới hôm nào có người bên nước ngoài gọi điện thoại về cho tôi tâm sự: bỏ cha ơi, kỳ này bên này có nhóm phản đối, không có ngày người cha và không có ngày người mẹ, mà chỉ có ngày gia đình thôi. Tại sao vậy? Bởi vì hai ông đực lựa lấy nhau để kiếm đứa con nuôi. Cả hai ông đều là cha cả, có mẹ đâu. Rồi lại hai bà cũng lại sống với nhau, rồi đi sinh đứa con về nuôi. Chỉ có ngày của mẹ thôi chứ làm gì có ngày của cha. Cho nên thôi dẹp, không có ngày của cha, không có ngày của mẹ, chỉ có ngày của gia đình. Nhưng mà cái gọi là gia đình ấy, nó có còn là gia đình không? Cái gọi là gia đình ấy, nó có đúng với bản chất ơn gọi gia đình không? Thế tôi đặt câu hỏi như vậy là anh chị em mới thấy rõ, mãi mãi là gia đình. Ban tổ chức người ta muốn cho cái chủ đề đó để nhấn mạnh ngay từ bây giờ cho chúng ta cùng ý thức. Mà giả như những trào lưu tư tưởng ấy nó chưa chạm đến gia đình Công giáo Việt Nam, thì chúng ta hôm nay vẫn cứ phải đối diện với những khó khăn thử thách trong đời sống gia đình. Nào là khó khăn kinh tế, nào là khó khăn xã hội, nào là con cái nghiện ngập, nào là thử thách bệnh tật, nhiều thứ khó khăn. Nó cũng là một bầu khí xám xịt cho đời sống gia đình. Và vì thế phải nhắc nhau để mãi mãi sống ý nghĩa của gia đình. Vậy thì tôi xin hỏi anh chị em là người Công giáo, thế thì người Công giáo có cái gì khác người ngoài Công giáo khi nói đến gia đình? Khi nói đến việc bảo vệ hạnh phúc gia đình, tôi không nghĩ là chúng ta giỏi hơn người khác về kỹ năng tâm lý. Thì tôi thấy ở đây có rất nhiều lớp về kỹ năng tâm lý, nhưng mà tôi tin là nhiều anh chị em ngoài Công giáo giỏi hơn cả chúng ta. Và cũng không chỉ vì biết những cái định luật tâm lý mà tự nhiên gia đình hạnh phúc. Vậy thì nét độc đáo của gia đình Công giáo, gia đình Kitô hữu ở chỗ đi quay nhìn lại gia đình cha mẹ của Thánh Gioan Tẩy Giả. Và khi nghe các anh chị lên đây chia sẻ tối hôm nay, tôi đều thấy có một điểm chung, đó là niềm tin vững chắc vào Thiên Chúa và đời sống cầu nguyện. Đấy chính là nét độc đáo của chúng ta. Đấy chính là ánh sáng và là sức mạnh của chúng ta. Tin tưởng vững chắc vào Chúa và cầu nguyện để trong mọi sự có thể khám phá ra thánh ý của Thiên Chúa trong gia đình của mình, chứ không chỉ là theo tính toán của thế gian. Để trong ánh sáng đức tin có thể đón nhận đứa con như là quà tặng của Thiên Chúa, chứ không chỉ là sản phẩm của kỹ thuật. Để trong đức tin biết nuôi dưỡng và giáo huấn con cái theo đường lối của Thiên Chúa, chứ không chỉ là theo những tính toán và khôn ngoan của người đời. Và cũng chính trong đức tin ấy mà chúng ta tìm được sự mạnh để cùng nhau vượt qua những khó khăn, thử thách và mãi mãi là gia đình. Thưa anh chị em, nếu không phải là tất cả ở đây thì tôi dám nghĩ là hầu hết anh chị em ở đây không những là có kinh nghiệm, nhưng mà đã vượt qua rất nhiều khó khăn, thử thách và đang sống trong một gia đình tương đối hạnh phúc và bình an. Thế nhưng Tổng Giáo phận Sài Gòn thì không chỉ có bằng nền gia đình. Ở đây chỉ là một phần rất nhỏ. Và vì thế không chỉ là chúng ta giữ cho gia đình của mình,
mà quy tụ với nhau ở đây tối hôm nay còn là đón nhận một sứ mạng để trở thành những tông đồ cho đời sống gia đình, trở thành những tông đồ để giúp cho những gia đình công giáo khác giữ vững niềm tin, sống đời sống cầu nguyện và sống ơn gọi gia đình như lòng Chúa mong muốn. Tôi thực sự cảm phục anh chị em, bởi vì anh chị em đã ngồi ở đây suốt từ 5 giờ chiều tới đến bây giờ, và có những người đã có mặt từ 3 giờ chiều. Cho nên tôi không dám làm mất thời gian nhiều của anh chị em. Dựa vào lời Chúa trong ngày lễ vong sinh nhật của Thánh Gioan Tẩy Giả, tôi chỉ muốn chia sẻ một vài tâm tình đức tin. Tâm tình đức tin bởi vì những tâm tình ấy phát xuất từ đức tin. Và vì thế, cùng với những suy niệm này, xin mời anh chị em chúng ta đứng lên cùng tuyên xưng đức tin.